Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình với một cái thông tin mà toàn dân đang quan tâm, thiếu đường, thiếu điện, thiếu nước chúng ta sẽ làm thế nào? Đầu tiên nói về câu chuyện thiếu điện trước đi ạ. À, do nguồn cung hạn chế cho nên là một số tổ chức cá nhân nhân dịp thiếu điện như thế này đã trục lợi bất chính và ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Vậy thì trước thực trạng như thế này các cơ quan chức năng sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. các địa phương tăng cường công tác nắm bắt địa bàn chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh các mặt hàng như máy phát điện các quạt tích điện thiết bị làm mát tiết kiệm điện bên cạnh đó yêu cầu các vi phạm phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở địa chỉ loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định cục quản lý và thị trường các tỉnh thành phố triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về tổng cục quản lý thị trường để nắm bắt kịp thời tình hình